Thủ tướng Chính phủ vừa có nghị định sửa đổi một số điều của nghị định 51 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ hay còn gọi là hóa đơn đỏ. Theo đó, các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in chỉ bị chuyển sang mua hóa đơn khi bị xử lý vi phạm về hóa đơn thay vì siết lại các doanh nghiệp có vốn dưới 15 tỷ đồng như dự kiến. Theo nghị định số 4 năm 2014 của Chính phủ, các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in nếu bị xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế. Các cá nhân kinh doanh sẽ không được tự in hóa đơn để sử dụng cho bán hàng không phụ thuộc vào vốn điều lệ như dự kiến. Ngoài ra nghị định cũng bổ sung điều kiện để các tổ chức kinh doanh được tự in hóa đơn. Theo đó bên cạnh các điều kiện đã được quy định như là có mã số thuế, có doanh thu bán hàng, không bị xử phạt về thuế trong vòng 365 ngày thì các tổ chức này phải có văn bản đề nghị được sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế chấp nhận. Trước đó, Bộ Tài chính từng đề cập đến giải pháp chỉ cho các doanh nghiệp có vốn trên 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn. Việc này đã làm nhiều chuyên gia lo ngại, gây ra lãng phí với số hóa đơn đã được in, cũng như niềm tin của doanh nghiệp vào các chính sách của nhà nước.